Như Infonet đã đưa tin, trong vụ việc gia đình một nữ sinh 14 tuổi ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, tố cáo bé gái bị nhiều người đàn ông lớn tuổi xâm hại. Gây chấn động dư luận thời gian qua, cơ quan công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1 điều 145 Bộ luật hình sự và tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự. Phạm Như Hiển từng nhận nữ sinh làm con nuôi nhưng lại có hành vi không đúng mực với bé gái. Hiển còn có tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, chỗ ở số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Phóng viên Infonet đã liên lạc với lãnh đạo địa phương cùng công an phường nơi Kiểm thường trú, sinh sống để tìm hiểu rõ hơn về đối tượng và vụ việc này. Ông Phan Văn Đắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cho biết trước khi xảy ra vụ việc, ở địa phương, Kiểm chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Trước đây, Kiểm là lái xe tải đường dài, sau đó chuyển sang nghề buôn bán bất động sản. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, Kiểm chuyển ra khu đô thị Kỳ Bá, ở tổ 50 phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, sinh sống và từ đó đến giờ ông Đắc không rõ thông tin về đối tượng này. Ông Lê Bá Thắng, trưởng công an phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xác nhận đối tượng Phạm Như Kiểm mới chuyển về ở khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 phường Kỳ Bá, sinh sống khoảng 2-3 năm trở lại đây. Khi phóng viên hỏi về nhân thân đối tượng, ông Thắng khẳng định từ khi Kiểm chuyển về đây sinh sống thì không có vi phạm gì về pháp luật, còn trước đây Kiểm sống ở phường Trần Lãm thì không biết như thế nào. Cũng theo ông Thắng, mọi sinh hoạt của cộng đồng, gia đình Kiểm tham gia bình thường như bao người dân khác ở khu đô thị Kỳ Bá. Trước đó, khi phóng viên tìm hiểu thông tin về vụ việc qua người dân địa phương, ông Đùi Văn Vi, tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Trần Lãm nơi gia đình cháu ca sinh sống cho biết, tôi không rõ lắm về việc này và cũng không rõ lắm về gia đình anh C, bố nữ sinh 14 tuổi, vì gia đình anh này ở cách chúng tôi khoảng 2 km, khu dân cư mới có thuộc tổ 8 phóng viên. Tôi chỉ biết gia đình anh C có 2 người con và vợ chồng anh đều là công chức nhà nước. Cháu đang học ở một trường ở thành phố Thái Bình, không học ở trường học của phường. Bị hại phóng viên là con gái đầu của anh C cháu ca. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Lãm, ông Phan Văn Đắc cũng cung cấp thông tin tương tự, nữ sinh 14 tuổi cũng không học ở phường Trần Lãm mà học ở một trường trong trung tâm thành phố Thái Bình. Ông Đắc còn khẳng định, vụ việc xảy ra phường không hề hay biết vì gia đình cháu ca. Không trình báo với chính quyền địa phương mà trình báo với cơ quan công an thành phố Thái Bình. Theo ông Đắc, cơ quan công an đã làm việc với chủ khách sạn và yêu cầu trích xuất camera để làm bằng chứng phục vụ điều tra.